cái cơ với một phụ huynh. Quý vị là nên có các doanh nghiệp, các đối tác, các anh chị cùng sinh viên và quản lý doanh nghiệp. Kính thưa quý vị thầy cô, các thầy viên chức và toàn thể các anh chị sinh viên của các ngành đào tạo về khoa quản lý doanh nghiệp. Hôm nay bên trường đã trình độ 25 năm hoạt động khoa quản lý doanh nghiệp. Tôi rất vui mừng nhận thấy sự lớn lên mạnh mẽ và vững chắc của khoa chúng ta qua các thế hệ thầy trò trong suốt chặng đường vừa qua. Trong 25 năm đó, chúng ta đã đi lên thì không tính có. Từ chỗ đến nay biết đến khoa quản lý doanh nghiệp của ngành khoa, đến chuyện của tên đã trở thành một địa điểm thú vị cho sự lựa chọn của bên cạnh các bạn sinh viên. Với rất nhiều nỗ lực, chúng ta đã thành công được cái tuổi và vị trí của mình trong lòng xã hội. Có thể nói, đó là thành quả của nhiều nỗ lực trong học hỏi của tập thể các thầy cô cũng như các thế hệ cho sinh viên của khoa. Dù là những việc cụ thể hay nội dung khác nhau, năng lực và kiến thức của các anh chị trường sinh viên đều là góp phần xây dựng nên tên tuổi của khoa và những công việc ngày hôm nay. Các bạn đang ngồi và trên hiện trường đại học khoa, tôi xin chúc mừng những thành tích mà tập thể các thầy cô, các thầy sinh viên của khoa đã đạt được trong năm qua. Kính thưa quý vị, việc thành lập bộ môn quản lý công nghiệp thuộc trường đại học khoa vào năm 1990, rồi phát triển trở thành khoa quản lý công nghiệp từ năm 1993 là một cơ sở khách quan của nhà trường trong những năm đầu vô hình đổi mới nhằm đáp ứng nhu cầu của thị trường lao động Việt Nam nói riêng và vùng miền Nam nói chung đối với lĩnh vực quản lý trong các ngành công nghiệp. Từ đó đến nay, ngoài việc hỗ trợ nhà trường trong đào tạo, cung cấp và bổ sung kiến thức về quản lý kinh tế cho các kỹ sư tương lai, khoa cũng đã đào tạo ra hàng ngàn nhà quản lý có đủ năng lực vật chất, đạo đức tham gia vào quá trình quản lý và điều hành một đất nước. 25 năm thành lập và 25 năm cùng đồng hành với quá trình đổi mới toàn diện của đất nước và chúng ta cũng được tự hào về điều đó. Hôm nay, khoa quản lý doanh nghiệp đã tròn 25 tuổi, cái tuổi sung mãn và phát triển, khẳng định những đúng đắn của việc thành lập khoa và thể hiện sức mạnh của một tập thể đã được rèn luyện qua thử thách và thực hiện qua thực tế. Tôi hy vọng tập thể ấy sẽ ngày càng vững mạnh và trưởng thành. Trong suốt 25 năm qua và cả thập niên tiếp theo, Đảng ủy và ban giám hiệu nhà trường luôn theo dõi và cố gắng từng bước trưởng thành đi lên của khoa. Thay mặt Đảng ủy, ban giám hiệu nhà trường, tôi cũng lại thành thời các thầy cô của khoa quản lý doanh nghiệp hãy phát huy tình đoàn kết, chủ động, sáng tạo, đổi mới và phát triển hơn nữa, tiếp nhận và áp dụng các thách thức yêu cầu mới của thị trường lao động thành cơ hội thông minh, góp sức nhiều hơn vào sự nghiệp của người của đất nước, đáp ứng nhu cầu đào tạo của thị trường và góp phần xây dựng trường chúng ta ngày càng vững mạnh. Xin kính chúc cùng các quý thầy cô và các bạn sinh viên sức khỏe, hạnh phúc và thành đạt. Chúc ta có một công việc ngày càng phát triển hơn nữa. Xin cảm ơn.